hôm nay là ngày đầu tiên của năm, không biết các bạn đã có dự định đi đâu không nhở? Nếu còn đang rảnh rỗi thì cùng xem clip mới nhất của nhóm nhé. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn top 10 chi tiết đắt giá nhất trong Garo ma giới thiểm kỵ mà nhóm đã tổng hợp được. Cùng tìm hiểu xem đó là những chi tiết gì nhé. Vị trí đầu tiên cho bảng xếp hạng là một chi tiết xuất hiện trong tập 24, là trận chiến cuối cùng của Koga và Sigma. Đây là trận đấu tay đôi vô cùng mãn nhãn với hiệu ứng hình ảnh và góc quay đẹp mắt. Để chiến đấu với Koga, Sigma đã dùng ma thuật của mình đưa cả dinh thự nhà Koga bay lên không trung. Tại đó, hai người đã tỉ thí một trận đấu gay cấn, căng thẳng. Nếu như cuộc đại chiến giữa các kỵ sĩ và Canon ghi điểm ở sự hoành tráng về quy mô, thì cuộc đấu cuối giữa Sigma và Koga mang đậm nét chân thực, trần trụi khi hai người trực tiếp chiến đấu với nhau mà không chịu hồi giáp. Sau cùng, Koga đã hạ gục được Sigma. Trước khi chết, hắn nhìn lên cây cọ của mình và nhớ tới chiếc ma đạo cọ của người tình đã khuất, Mio. Khi tất cả đều đang trong trạng thái rơi tự do trên không trung, Sigma đã trao lại cây cọ ấy cho em trai mình, Leo, để cậu có thể thi triển ma pháp và tự cứu sống bản thân. Chi tiết này như cho thấy được một chút nhân tính và tình cảm huynh đệ còn sót lại của Sigma, như một lời trăng trối, một sự hoàn lương dành cho nhân vật xa ngã này. Đó cũng có thể là những di nguyện sau cuối mà Sigma trao gửi lại cho em trai. Bởi với một ma giới tu sĩ thì ma đạo cọ chính là linh hồn của họ. Sigma trước khi ra đi dường như đã gửi gắm linh hồn của mình vào tay cậu em trai. Vị trí tiếp theo tiếp tục là một cảnh nằm trong tập 24 của phim, nối tiếp trận chiến giữa Koga và Sigma. Đó là cảnh Koga từ biệt Kaoru để ra đi thực hiện khế ước với Gajari. Sau khi đã tự tay hạ gục Sigma, Koga và Kaoru rơi tự do trên không trung. Lúc đó, anh đã triệu hồi bộ giáp Garo và đưa cả hai người vào không gian bên trong ma giới giáp. Tại đó, dưới ánh hoàng kim, Koga đã cho Kaoru biết về nhiệm vụ phải tới miền đất hứa để thực hiện khế ước với Gajari. Cảnh chia ly giữa Koga và Kaoru mang một sắc thái nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm động. Tại đó, họ đã trao cho nhau nụ hôn tiễn biệt. Một cuộc tình đẹp nhưng trải qua muôn vàn sóng gió, khép lại phần 2, cuộc tình đó vẫn còn tiếp tục bị bỏ ngỏ. Koga lên đường ra đi không hẹn ngày trở về, nhưng anh có thể vững tâm thực hiện nhiệm vụ bởi ở nơi đó vẫn còn có người chờ đợi anh quay trở về. Đây là một chi tiết rất đẹp và giàu cảm xúc, được góp mặt trong vị trí thứ 9 của danh sách. Chi tiết đắt giá tiếp theo là cảnh Kaoru cứu Koga ra khỏi Ganon, nằm trong tập 22. Trước đó, Koga trong trận đấu với Sigma đã bị hắn bắt giam thân xác và hút vào bên trong ma thú Ganon. Lúc này, Leo, Rei, Rekka, Jabi và Kaoru phải cùng hợp sức tới giải cứu cho Koga. Sau rất nhiều nỗ lực vượt qua những cạm bẫy mà Sigma giăng ra, cuối cùng Kaoru đã vào được bên trong Ganon và gặp được Koga. Koga lúc này đã trong tình trạng vô thức và dần quên đi bản thân mình là ai. Ngay khi đó, Kaoru đã tới bên cạnh anh, nhắc nhở anh về thân phận của một kỵ sĩ, người bảo hộ thầm lặng của nhân loại, xua tan đi bóng tối bằng thanh gươm kỵ sĩ. Hai người đã cùng nhau lật mở từng trang sách về hoàng kim kỵ sĩ. Dưới nền nhạc hào hùng của bản nhạc nền anh lĩnh, Koga dần nhớ lại về thân phận và nhiệm vụ của mình. Đây là một chi tiết sâu lắng, cảm động trong phim, nhắc nhở người xem về trách nhiệm cao cả mà Koga đang phải gánh vác, cũng như vai trò hậu phương của Kaoru. Không mang cho mình bất kỳ sức mạnh thể chất hay ma pháp nào, song Kaoru lại là người duy nhất có thể giúp cho Koga nhớ ra bản thân mình là ai và thoát khỏi sự chi phối của Kanon. Bởi giữa hai người là sợi dây tình cảm liên kết bền chắc, có thể cùng nhau vượt qua mọi rào chắn. Vị trí số 7 là chi tiết mang tính bước ngoặt của cả bộ phim. Chi tiết cởi bỏ rất nhiều nút thắt, giải đáp những bí ẩn đã được cài cắm trong suốt cả phim. Đó là quá khứ của Leo và Sigma. Sau khi lộ diện thân phận thực sự là thiểm quang kỵ sĩ Rodo để giải vây cứu mạng cho Koga, Leo khi trở về đã hé lộ quá khứ của mình cũng như người anh trai Sigma cho Koga và Rei biết. Hai anh em sinh ra trong một gia đình với cha là ma giới kỵ sĩ. Từ nhỏ, với tài năng xuất sắc của mình, Sigma đã nuôi mộng trở thành một ma giới kỵ sĩ nối gót cha, còn Leo sẽ trở thành ma giới tu sĩ để đi theo sát cánh và hỗ trợ cho anh trai mình. Song, dã tâm của Sigma quá lớn khiến cha của anh buộc phải truyền lại bộ giáp cho Leo. Vì quá phẫn uất, Sigma đã bỏ nhà ra đi để tự nghiên cứu ra cách tiêu diệt Horror thông qua các ma đạo cụ. Đó cũng chính là lúc mà anh biết về sức mạnh từ ma thú cổ đại Canon, cũng như dã tâm sử dụng sinh mạng sống làm công cụ vận hành ma đạo cụ Idea của mình. Việc kể lại cho người xem về quá khứ của hai anh em Leo và Sigma là một chi tiết vô cùng quan trọng. Nó giúp giải đáp mọi thắc mắc bấy lâu trong lòng khán giả, giúp ta hiểu rõ hơn động cơ của Sigma là gì và vì sao Leo lại che giấu thân phận kỵ sĩ của bản thân và rất ít khi sử dụng tới bộ thiểm quang giáp Rodo. Vị trí số 6 thuộc về chi tiết nằm trong tập 8,
tập phim kỷ niệm 50 năm hoạt động của Tohoku Shinsha Film, đó là Vị Võ Sĩ Đạo Horror. Tập phim mở ra với một sắc thái rất khác so với những tập phim còn lại, khi theo chân một vị võ sĩ đạo ham muốn sức mạnh, tìm kiếm những đối thủ xứng tầm để có thể tỉ thí với ông ta. Vị võ sĩ này có tên là Juzo. Ông hiện mắc một căn bệnh nan y và sắp qua đời. Nhưng chính bởi khát vọng muốn chiến đấu không ngơi nghỉ đó, ông đã ký kết giao kèo với Horror để được tiếp tục chiến đấu. Sau nhiều năm bất tỉnh, ông thức dậy ở thế giới hiện đại và tiếp tục tìm kiếm đối thủ cho riêng mình. Đó chính là lúc ông gặp được Suzumerare, người đang chiến đấu với Horror dưới hình dạng ngân nha kỵ sĩ Zero. Dù là một người đã bị Horror nhập xác, Juzo vẫn mang trong mình tinh thần của một võ sĩ đạo chân chính khi ông nhất quyết không lấy mạng người vô tội để tắm máu họ cho thanh kiếm ma. Ngược lại, ông tự đâm thanh kiếm đó vào bản thân mình để trở thành một Horror hoàn thiện, để có cái cớ được chiến đấu cùng với Zero. Trận đấu cuối cùng giữa Zero và Juzo vừa vô cùng mãn nhãn bởi những pha hành động đẹp mắt, vừa đem đến rất nhiều cảm xúc sâu lắng cũng như sự luyến tiếc dành cho khán giả rằng một vị kiếm sĩ có tài và có tâm như vậy lại chọn đi theo con đường tà đạo để rồi nhận lấy một cái kết bi thương tới như vậy. Chỉ tiết đặt giá tiếp theo nằm trong tập 17, khi Karu biết được sự thật về dấu ấn tử vong của Koga. Như chúng ta đã được biết, trong một lần đi làm nhiệm vụ, Koga đã bị Shikma đóng dấu ấn tử vong lên cơ thể. Dấu ấn này sẽ dần rút cạn sinh lực của Koga, anh sẽ chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa. Nhưng để không khiến cho Karu phải đau lòng, Koga đã một mình chịu đựng và chôn giấu sự thật này. Xong, điều gì đến cũng phải đến, tên Horror mang tên Sadin Bear đã tiết lộ toàn bộ sự thật ngay trước sự chứng kiến của Karu. Đối diện với sự thật nghiệt ngã này, phản ứng của Karu thực sự khiến cho người xem phải cảm thấy nể phục. Dù trong lòng quặn thắt, cô vẫn nén đau thương để tỏ ra bình thản trước Koga, bởi cô biết dù bản thân có đau buồn cũng không thể giúp được cho Koga, ngược lại chỉ càng khiến anh thêm khó xử và đau lòng hơn mà thôi. Chỉ khi đối diện với Rekka, Karu mới thực sự nói ra cảm xúc của bản thân và đau xót trước số phận nghiệt ngã của Koga. Qua chi tiết này, người xem càng cảm nhận được rõ nét hơn về bản lĩnh mạnh mẽ của Karu và hiểu rằng vì sao cô lại trở thành người tình của Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Vị trí số 4 thuộc về cảnh chiến đấu hoành tráng nhất trong ma giới thiểm kỵ, đó là cảnh toàn bộ các ma giới kỵ sĩ và ma giới tu sĩ hợp sức đương đầu với ma thú cổ đại Kanon. Trước sự áp đảo tới từ Kanon thì chỉ với sức mạnh của Zero, Garo, Baron, Dan và Rodo là không đủ. Nhưng họ không hề cô độc, sát cánh bên họ là vô vàn những ma giới kỵ sĩ và tu sĩ. Họ đã gạt bỏ đi những mâu thuẫn cá nhân, đồng lòng sát cánh cùng nhau để đương đầu với mối họa lớn nhất. Phân cảnh này đồng thời cho thấy được quy mô và thế giới bên trong vũ trụ phim Garo, cho khán giả một cái nhìn cụ thể về hai thế lực nổi bật đứng lên đương đầu với Horror. Cảnh hàng loạt các kỵ sĩ xuất hiện chiến đấu, cũng như cảnh các ma giới tu sĩ đứng xung quanh hẻm núi và thi triển ma pháp, thực sự là một khung cảnh đồ sộ, hoành tráng và cực kỳ mãn nhãn. Đập trên nền nhạc sôi động, hào tráng, cảnh phim này hoàn toàn có thể đẩy cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm. Và đặc biệt, khung cảnh hợp sức giữa kỵ sĩ và tu sĩ bắn ra những mũi tên ma đạo cọ về phía Kanon, quả thật là một chi tiết cực kỳ đẹp mắt và tráng lệ. Tất cả những điều thú vị kể trên giúp cho cảnh phim này đứng ở vị trí số 4 trên bảng xếp hạng. Đứng ở top 3 là chi tiết nằm trong tập 25, khi những kỵ sĩ và tu sĩ quy tụ lại để tiễn biệt Koga lên đường tới miền đất hứa. Lúc này, những ma giới tu sĩ thi triển câu chú ban phước lành tới cho ma giới kỵ sĩ xung trận, còn Koga triệu gọi Hoàng Kim Giáp Garo. Dưới ánh sáng vàng kim đang tỏa rạng, cảnh phim lia tới biểu cảm của từng nhân vật, xen vào đó là những lời từ biệt của họ dành cho Koga. Đây như một nghi lễ linh thiêng, một sự tri ân dành cho Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo trước khi lên đường thực hiện khế ước. Một cảnh phim sâu lắng, cảm động, được nâng tầm bởi nhạc nền bài Savior in the Dark hào tráng, da diết, đủ để những fan yêu thích và gắn bó với loạt phim Garo cảm thấy ấm áp, xen lẫn với tự hào. Vị trí thứ 2 thuộc về chi tiết nằm trong tập 6 của Ma Giới Thiểm Kỵ, tập phim xoay quanh nhân vật Suzumerare. Ở tập phim này, Ray phải tới một ngôi làng nọ nơi có hai vợ chồng già chung sống với nhau. Người con trai của họ, Masato, là một nhiếp ảnh gia chiến tranh. Trong một lần đi công tác ngoài chiến trường, anh đã tử nạn. Trong bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình, anh đã gửi theo một hạt mầm kỳ lạ. Đôi vợ chồng đã chăm bẵm và nuôi lớn hạt mầm đó như nuôi dưỡng chính những ký ức về người con trai đã khuất của họ. Cái cây lớn dần và mang theo một hình dáng kỳ quặc, thu hút những du khách vãng lai. Những vị khách này luôn được hai vợ chồng chủ nhà đón tiếp một cách nồng hậu và chu đáo, nhưng thực chất họ ngấm ngầm đầu độc những vị khách xấu số kia để làm vật hiến tế cho chiếc cây đó. Chiếc cây kỳ lạ thực chất là một Horror. Bằng việc khơi gợi lại hình ảnh của Masato quá cố, cái cây đã thao túng cảm xúc của đôi vợ chồng già, buộc họ trở thành công cụ cho mình. Nhiệm vụ của Ray là phải tiêu diệt con Horror đó. Đây là một tập phim được răng phủ bởi sắc màu u tối và gam cảm xúc buồn thảm.
người sống vương vất lại niềm tiếc thương cho người đã khuất, nơi họ chỉ còn có thể sống chung với quá khứ, chứ không thể nhìn về tương lai. Sở dĩ chi tiết trong tập phim này được mình đưa lên vị trí số 2 trong bảng xếp hạng là bởi cảm xúc mà nó đem lại thực sự khiến cho tâm thức của người xem trở nên ám ảnh, khiến ta nhân đau cùng nỗi đau của nhân vật, một tập phim vô cùng đắt giá trong màn giới thiểm kỵ. Có lẽ, đối với cha mẹ, con cái luôn là báu vật quý giá nhất. Đôi khi, vì con mình, họ sẵn sàng bất chấp mọi thứ dẫu biết điều đó là sai trái. Trước khi bước vào vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, chúng ta sẽ điểm mặt một chi tiết đáng nhớ nằm trong tập 10 của bộ phim khi Leo và Kaoru cùng nhau lên đường đi tìm linh thú cổ đại. Tập phim được phủ lên một sắc màu thần tiên, huyền huyễn. Khi Leo và Kaoru cùng uống thứ tinh chất giúp giác quan của họ trở nên nhạy bén. Khi đó, họ nhìn được những khung cảnh huyền ảo, kỳ diệu mà không thể nhìn thấy chỉ bằng mắt thường. Với kinh nghiệm của bản thân, cùng việc kết hợp sử dụng nhiều ma đạo cụ khác nhau, Leo đã dẫn Kaoru đi qua rất nhiều cung đường cổ tích để có thể tới gặp mặt linh thú cổ đại. Tập phim này như một khoảng hình cần thiết dành cho mạch phim vốn đang rất gay cấn, khiến cho người xem như được thư giãn bởi bữa tiệc hình ảnh sống động và âm thanh vui nhộn, nhẹ nhàng. Và giờ chúng ta tới vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng, những chi tiết đắt giá nhất của Garo mà giới thiểm kỵ ngày hôm nay. Vị trí này có lẽ cũng đã nhiều bạn đoán ra được, chính là dành cho tập phim khai thác thời niên thiếu của Koga với những người bạn đồng môn. Tập phim mở ra bằng cuộc đụng độ giữa Koga và con Horror mang tên Raizo. Con Horror này đã phần nào khơi gợi lại miền ký ức từ thời niên thiếu của Koga. Đó là khi anh cùng những người bạn mình theo học tại học viện đào tạo những ma giới kỵ sĩ tương lai. Tại đó, nhóm 4 người bạn bao gồm cả Koga là một đám nhóc cá biệt, kém cỏi, bị thua trận trước trận đấu với các đồng môn khác. Chính điều đó đã giúp họ được học tập dưới sự giám sát của lôi minh kỵ sĩ Baron Shijima Wataru. Người thầy nghiêm khắc ấy đã chỉ cho nhóm của Koga về con đường thực thụ của một kỵ sĩ, về ý chí không chịu từ bỏ trước khó khăn và về tinh thần đồng đội luôn sát cánh cùng nhau, vực dậy cho nhau ngay cả trong những nghịch cảnh. Bằng tâm huyết của cả thầy và trò và bằng cả sự quyết tâm của những người bạn đồng trang lứa, nhóm của Koga đã dần trở nên tiến bộ và chứng tỏ được thực lực của bản thân. Đây là một tập phim rất đẹp về tình đồng đội thắm thiết, về ký ức tuổi thơ êm đềm và tươi sáng. Nhưng trời trêu thay lại kết thúc bằng một nốt trầm chua xót khi Horror Raizo đã tới tấn công học viện và ăn tươi nuốt sống những người đồng môn của Koga. Đây là một ký ức đau thương mà Koga không thể nào quên. Quay trở về với bối cảnh hiện tại, Koga lấy mạng con Horror ấy trong cảm xúc giằng xé và niềm tiếc thương dành cho những người đồng môn đã khuất. Tập phim khép lại với dòng hồi tưởng của anh về miền quá khứ xa xăm, khi anh trở về là một cậu thiếu niên rong ruổi bên những người bạn của mình. Những tập phim khai thác về quá khứ của Koga luôn mang một sắc thái gì đó vô cùng hấp dẫn, khi nó là sự tổng hòa của cả những êm đềm và sóng gió, cả những thanh thản và bi thương, khắc họa con đường để trở thành một kỵ sĩ khó khăn và mất mát nhiều như thế nào. Kết hợp với những phân cảnh quá khứ tại phần 1, Hắc Lang Trương, tập phim góp phần giúp ta hiểu sâu hơn về con đường từ một cậu bé trưởng thành để trở thành một hoàng kim kỵ sĩ Garo mà bao người ngưỡng vọng của Koga. Chính bởi những lý do này, đây là chi tiết mà chúng mình cho là đắt giá nhất của cả bộ phim. Vậy trên đây là danh sách top 10 chi tiết hay nhất trong Garo mà giới thiểm kỵ mà chúng mình đã tổng hợp được. Không biết các bạn có suy nghĩ gì khác không? Nếu có, đừng quên để lại comment cho chúng mình biết nhé. Nhớ like và share video, đồng thời subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。